Video này được mang đến cho bạn bởi content lập editor Trung Khỉm và tôi Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc và học tập để có thể có trải nghiệm tốt nhất. Hãy xem phim vì những trận chiến trong đây rất hay. Và xem lại các phần tóm tắt chú thuật hồi chiến có trên The Reviewer. Còn đây là phần thầy cúng đại chiến, biến cố Shibuya. Sau khi nghiên cứu những chuyện đã xảy ra, Goju đã nghi ngờ trong trường chuyên chú thuật có nội gián. Vậy nên thầy Năm đã liên hệ với cô Utahime bên Kyoto để cùng nhau điều tra ra kẻ đó. Sau một thời gian làm rõ, Utahime đã tìm ra những nội gián trong giới thuật sư. Nhận được tin đó, Goju đã cử Yuji, Nobara và Megumi đến hỗ trợ Utahime bắt giữ kẻ phản bội. Tuy nhiên khi họ đến nơi mà kẻ đó ẩn náu thì không thấy ai cả. Ở một diễn biến khác, Mahito và Geto đã đến gặp một kẻ quấn băng kín mít. Hắn là Kokichi Muta aka người điều khiển Mekamaru và cũng là đối tượng phản bội. Kokichi mang trong mình nguồn chú lực khổng lồ, nhưng cơ thể thì lại tàn phế, thậm chí ánh trăng cũng đủ khiến cho da hắn bị thiêu đốt. Trong tâm tưởng của Kokichi, hắn luôn khát khao có được một cơ thể toàn vẹn để có thể được sống, được yêu và chiến đấu cùng với bạn bè. Vậy nên Kokichi đã đồng ý một ràng buộc với đám chú linh. Hắn sẽ cho chúng những thông tin chúng muốn, bù lại Mahito phải dùng thuật thức chữa cơ thể cho mình. Dù hợp tác nhưng đôi bên đều biết khi ràng buộc hoàn thành, phía kia nhất định sẽ cắn lại mình. Ngay lúc hoàn tất quá trình chữa trị, Kokichi đã bắt đầu triển khai Mekamaru, sẵn sàng cho một cuộc chiến với nhân nguyền Mahito. Dù đông đảo về số lượng, nhưng đám robot gỗ này chẳng là cái đinh han gì với Mahito cả. Chúng lần lượt bị nhân nguyền cho thành gỗ vụn trong phút mốt. Tuy nhiên, đó lại chỉ là món khai vị. Món chính cho cuộc đối đầu này là đây, Mekamaru tối thượng. Với tình hình thực tại, Kokichi hiểu rằng bản thân không thể đối đầu với Geto và Mahito. Kokichi phải liên lạc với thầy Năm, vừa để cầu cứu vừa để báo về kế hoạch Shibuya. Geto đã đọc vị trước. Hắn đã bày sẵn màn để chặn mọi liên hệ của Kokichi ra bên ngoài. Với những dữ liệu đã có từ các cuộc chiến của Mahito, cộng thêm lượng chú lực tích lũy sau bao năm tháng, Kokichi phải nhanh chóng hạ tên nhân nguyền nhanh và chóng. Với một năm chú lực, siêu đại phất pháo được kích hoạt, mục tiêu hướng thẳng về phía Mahito. Uy lực thì khủng khiếp đấy, nhưng chưa ăn thua. Nếu không làm tổn thương linh hồn thì đòn mạnh cỡ nào cũng chẳng có mấy thiệt hại cho Mahito. Những điều đó Koichi đã tính cả rồi. Mọi sự chuẩn bị của cậu đều dành cho phương án này. Ngay khi bị dính đạn, chỗ bị bắn trúng của Mahito bất ngờ bị phá hủy, rồi ăn ngay một đạp văng không thấy xác. Không để kịp hồi máu, Kokichi bonus thêm 5 chú lực để gia tăng hỏa công bằng những đường đạn cuối. Mahito một phen khốn đốn, hắn phải liên tục thay hình đổi dạng để né chiêu. Tuy cũng đã gây khó dễ ít nhiều, đó vẫn chưa đủ để nhân nguyền chịu thua. Thậm chí hắn còn phản công, khiến cho Mekamaru tối thượng nhận thương tổn. Kokichi không chịu lép vế. Sau khi đánh văng Mahito bay xa, hắn dồn thêm chú lực bonus thêm sức mạnh tình bạn. Quyết endgame trong đòn này. Đúng là endgame thật, nhưng phần thắng thuộc về Mahito. Bành trướng lãnh địa tự bế viên đốn hỏa. Mekamaru tối thượng bị kéo vào trong lãnh địa, không cần chạm vào Kokichi. Một khi đã vào đây rồi thì khứa sẹo ăn chắc án tử. Mahito tin là như thế, còn Kokichi thì không. Phập, Mekamaru bất ngờ đâm xuyên người nhân nguyền. Kokichi đã chuyển giản dị lãnh địa, một thuật thức khắc chế lãnh địa vào móng của Mekamaru, từ đó có thể gây thương tổn cho Mahito. Cơ thể Mahito đã tan biến, lãnh địa cũng bị phá vỡ. Chiến thắng thuộc về Kokichi. Giờ chỉ cần ăn được Geto nữa là xong. Trong lúc cậu tự tin nhất thì say hello Mahito-chan nè, ma ám quẻ. Nhân lúc Mekamaru nhỏ cầm chân hắn, Kokichi lấy nốt phần giản dị lãnh địa cuối cùng, quyết tất tay với đối thủ. Ở một nơi nào đó, Miwa đang nói chuyện với Mekamaru ở trường học. Cô mong muốn được nâng cấp quan hệ giữa họ. Cô hy vọng sẽ sớm được đến thăm Kokichi, nhưng điều đấy là không thể nữa. Trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về phe lời nguyền. Kế hoạch Shibuya đã bắt đầu được triển khai. 19 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2018, một tấm màn bán kính 400m được thả xuống khu vực Shibuya. 20 giờ 14 phút tối tại Shibuya, Tokyo. Những đội chú thuật khác cũng được sắp xếp sẵn sàng chờ lệnh. Nhóm 1 gồm Megumi, Nanami và Ino, với người hỗ trợ là Ichiji. Nhóm 2 gồm Naobito, Maki, Nobara, với người hỗ trợ là Nita. Nhóm 3 gồm Kusakabe, Panda. Nhóm 4 gồm Yuji, Mei Mei và em trai Uyui. Trong khi đó, tại phía đông phường 2 Daogenzaka, bên trong màn, một bộ phận dân thường liên tục gào thét, yêu cầu Goju Satoru đến đó ngay lập tức. Mọi phương tiện liên lạc đều bị ngắt. Đến 20:31, Goju Satoru đã xuất hiện để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Thầy Năm được cấp trên chỉ định sẽ độc chiến trận này. 20:40, Tokyo Metro trạm Shibuya, tầng hầm số 5, Goju chạm mặt đám nguyền hồn. Với sự xuất hiện của Jogo, Hanami và Choson, trước khi bắt đầu cuộc chiến tại Shibuya, Geto đã bày cho đám nguyền hồn cách để khắc chế Goju. Cụ thể thì chúng sẽ tận dụng những phi thuật sư có mặt ở đó để ngăn không cho Goju sử dụng các chiêu lẫn lãnh địa. Mục đích sau cùng là làm suy kiệt Goju và cầm chân thầy trong khu vực 4m trong 1 phút khi ngục môn cương kích hoạt. Đúng như những gì đã được plan trước, đám nguyền hồn đã khiến cho Goju chỉ bật mốt phòng thủ. Dĩ nhiên một khi đã lường trước anh thầy phải làm thế thì chúng đã có kế hoạch tấn công sẵn. Phương án đó mang tên mở rộng lãnh địa để trung hòa lãnh địa của Goju. Chúng chấp nhận giảm độ chính xác để có cơ hội đánh trúng mục tiêu. Kế hoạch này thực sự đã phát huy hiệu quả, nhưng đối thủ mà chúng đang đương đầu là Goju Satoru, một kẻ rất mạnh và cũng cực kỳ điên. Và giờ là lúc thầy combat với mục tiêu đầu tiên là Hanami. Miệng nói một đằng, tay đấm một nẻo. Kẻ bị Goju đút thành nhiều nhất là Jogo. Trước tình hình đó, Hanami cho rằng Goju chỉ mõm diệt mình. Hơn nữa thầy còn giải trừ thuật thức, tức là Goju tính đánh tay chân thôi.
Thay vì tiếp tục anh hùng núp trong đám người, Hanami đã giải mở rộng mà dùng thuật thức của mình. Và thế là hắn mắc lừa. Goju lập tức áp sát Lâm Nguyền, tấn thẳng vào điểm yếu của nó. Địch sử dụng mở rộng để hạn chế Goju, nhưng đừng quên là anh có thuật thức cực kỳ cao siêu. Đám chú linh tuổi gì mà đọ. Đúng như lời tuyên bố khai trận, Hanami là đứa đầu tiên bị thanh tẩy. Chứng kiến đồng đội bị tiêu diệt, Jogo vội xôi xéo và trốn đông người để thực hiện chiến thuật du kích, đồng thời hối thúc Choso ra tay tương trợ. Sau khi xem xét tình hình, Goju nhận thấy chiến lược tay chân không hiệu quả nữa. Một khi để phe địch tổng lực tấn công trong đám đông thì thiệt hại sẽ rất nhiều. Anh không thể cứu hết được mọi người. Ở một diễn biến khác cùng lúc với trận chiến này xảy ra, nhóm 4 đang ở trạm Meiji Jingu. Họ sẽ chia làm hai nhánh. Mây Mây và Ui Ui sẽ đi giải quyết đám dị nhân ở tầng 4. Còn Yuji sẽ phá gốc màn để hủy kết giới. Khi di chuyển đến tầng 2, Yuji phải đối đầu với nguyền hồn Châu Chấu. Một lời nguyền biết nói thế này không hề tầm thường. Nó sở hữu khả năng bật nhảy và nhắm cắn cực mạnh, cộng thêm khả năng bay khiến tóc hồng ít nhiều gặp khó khăn, không thể cứ mãi chạy quanh. Yuji xét kéo đấm bốc với con nguyền hồn. Tuy có tận 4 tay nhưng trước ông vua quyền cước như Yuji, con nguyền hồn chỉ là bao cát biết phản kháng, để rồi kết thúc nó bằng một quyền thẳng bụng. Sau khi phá được gốc màn, Yuji hội quân với chị em Mây Mây để xuống tầng 5. Nhưng ở đây bây giờ chẳng có mấy mống người. Hỏi một người đang thất thần trước sân ga thì người đó chưa nói được mấy câu đã bị biến dị. Mahito đã ra tay ở đấy trước. Hắn tính tặng cho Goju một món quà. Món quà ấy đã đến sân ga chỗ thầy Năm. Những biến dị nhân từ đoàn tàu túa ra, khiến người thường bỏ chạy tán loạn. Không dừng lại ở đó, Mahito còn phá hủy giếng trời mà trước đó Hanami bịt, khiến cho hàng trăm người rơi xuống nữa. Tình thế đã hỗn loạn thì chớ, đám chú linh lại gia tăng sức ép lạm sát người vô tội. Chúng muốn đẩy Goju vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên dùng lãnh địa hay không. Trong những lúc thế này, đẳng cấp của đặc cấp sẽ lên tiếng: bành trướng lãnh địa, vô lượng không xứ. Goju đã đánh cược vào 0.2 giây dùng lãnh địa để giải quyết tất cả vấn đề. Những phi thuật sư khi bị dính chiêu vẫn sẽ bị thương tổn nhưng chỉ cần 2 tháng để bình phục, nhưng bù lại sau 299 giây kể từ lúc giải trừ lãnh địa, 1.000 biến dị nhân đều đã bị tiêu diệt. Có điều anh đã không lường trước được rằng đó là cơ hội để Geto nhắm đến để kích hoạt ngục môn cương. 1 phút mà hắn từng nói với Jogo không phải là 1 phút thời gian, mà là 1 phút trong tâm tưởng của Goju. Trong khoảnh khắc thầy nhìn thấy Geto, ký ức của hai người ùa về, và đó cũng là lúc Goju bị bắt lại. Mọi thông tin đều cho thấy kẻ trước mắt là khứa tóc mái, nhưng linh hồn Goju phủ định điều đó. Nếu Goju thành tâm muốn biết thì hắn cũng chẳng ngại trả lời. Hắn sử dụng một loại thuật thức, chỉ cần thay não là có thể chiếm đoạt cơ thể lẫn thuật thức của chủ thể. Nhờ Goju đã không giao xác Geto cho Shoko xử lý nên hắn mới chiếm đoạt được bảo vật quý giá này. Geto fake vui rồi, đừng vui quá, bởi ở ngoài kia vẫn còn Okosu Yuta, kẻ đã đánh bại Geto Suguru bản Ryu. Geto fake không lấy đó làm lo ngại, bởi vì dù có cố thế nào thì chẳng ai có thể trở thành Goju 2.0 cả. Giờ đẹp sắp điểm, bế ngôn ngục môn cương, Goju Satoru chính thức bị phong ấn. Thông tin này đã được báo về cho nhóm 4 thông qua Mekamaru version Delta. Điều kiện kích hoạt nó là khi Goju bị phong ấn. Kokichi trước khi chết đã chuẩn bị sẵn 3 nơi. Mekamaru xuất hiện ở chỗ Yuji vì cậu ít nguy cơ phản bội nhất. Còn về phía Mây Mây thì tình huống hiện tại chắc chắn cô vô can, đơn giản là bởi có một nguyên sư đang tới lấy mạng họ. Mây Mây vẫn thấy chưa đủ tin Mekamaru nên muốn đi xác thực thông tin về Goju. Nhưng tình hình của Shibuya giờ đã khác. Tầng tầng lớp lớp những màn chứa do địch tạo ra đang cản trở hoạt động của các chú sư. Giờ thì chỉ biết đánh cược với Mekamaru mà thôi. Bây giờ Yuji phải đến Shibuya để thông báo tin thầy bị phong ấn, chuyển mối quan tâm của các chú sư sang việc cứu Goju. Còn Mây Mây ở lại tạo điều kiện cho tóc hồng hành sự. Một khi Goju biến mất, cả giới chú sư lẫn xã hội loài người sẽ đảo lộn. Thế nên họ nhất định không được thua. 21:26 tại tầng 5, tuy đã thành công phong ấn được Goju, nhưng xem chừng đám Geto fake chưa khuất phục được thầy. Bên trong ngục môn cương, đầu trắng mắt xanh vẫn đặt ngôi sao hy vọng vào các trò yêu quý. Đám trẻ sẽ sớm cứu mình ra thôi. 21:22 tại Shibuya, các nhóm khác vẫn chưa hay biết gì, nhưng họ đã bắt đầu hành động. Trong lúc đó, Yuji đã di chuyển được lên mặt đất, đồng thời nhận được tin rằng Goju đang cố câu giờ để chờ họ đến. Các thuật sư có thể đến đó qua các ga lân cận. Khi màn cấm thuật sư bị hủy thì họ có thể tấn công, nhưng bây giờ không thể tìm người hỗ trợ để báo hết được. Nếu để chọn ra một người vừa đáng tin mà lại còn mạnh thì chỉ có một nhân vật là phù hợp. Dồn hết hơi hết sức, Yuji gọi to đanh thép rõ ràng cái tên Nanami để báo tin khẩn thầy Goju đã bị phong ấn. Ngay khi nghe tin, nhóm 1 lập tức thay đổi kế hoạch. Họ sẽ đến gặp Yuji để tính cách giải phóng Goju nhanh và chóng. Về phía đám chú linh, giờ là lúc thực hiện bước 2 của kế hoạch đánh thức Sukuna. Mahito tự tin chẳng cần vua lời nguyền cũng vẫn thắng, miễn sao giết được Itadori là vui. Còn Jogo thì cần Sukuna sống lại để thực hiện kỷ nguyên lời nguyền. Nếu đã va chạm ý tưởng, Mahito gợi ý một kèo đấu, ai gặp Yuji trước thì tùy ý hành sự vậy. Trở lại với khứa tóc hồng, nhóm 1 đã tìm đến chỗ cậu. Sau khi nghe Mekamaru phổ biến tình hình, Nanami giao lại đội cho Ino quản lý đội này, tiến vào trong dỡ bỏ màn ngăn thuật sư. Trong lúc anh đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng khác trước khi lâm trận, Ino muốn cho hai thằng đệ hiểu rõ mối nguy nếu không còn Goju. Thứ nhất là sẽ chẳng còn chú sư nào như Yuji được cứu nữa. Thứ hai là cán cân thiện ác sẽ thay đổi, thế nên cuộc chiến này họ không thể thua. Ra trận quyết tâm là thế, nhưng màn ngăn thuật sư họ vẫn chẳng vào được.
Với độ bền chắc này, Ino cho rằng kẻ răng màn đang ở bên ngoài, cụ thể là ở một nơi dễ quan sát. 22:01, tháp trung tâm Shibuya, cả bọn đã tìm ra tháp canh giữ, tuy nhiên họ mới chỉ phá được một góc màn, số còn lại nằm trong tay tên nguyên sư tóc trỏ. Yuji dùng dây cước trói hắn lại rồi quẳng xuống đất. Tuy bị rơi từ tầng 41 xuống nhưng đầu trỏ vẫn chẳng nhận tí thương tổn nào, kể cả khi Yuji và Megumi và các thức thần liên tục công kích, lão vẫn chẳng xi nhê gì. Trận chiến mỗi lúc một khó khăn hơn cho hai khứa chú sư bởi sự vùng lên của đầu trỏ, đánh ra sao cũng chẳng thể làm lão suy chuyển, tâm này không thể dùng sức được nữa, phải động não rồi. Sau khi thăm dò chắc chắn đối phương không sở hữu khả năng vô hiệu hóa, đầu tô rua triệu hồi cả đàn thoát thố tấn công. Điều kỳ lạ là đầu trỏm bị một con va trúng, nhờ đó mà cậu đã hiểu ra thuật thức của lão, liền lệnh cho cả đàn bao vây tên nguyên sư để trao đổi với Yuji về kế hoạch tấn công. Về cơ bản thì thuật thức của lão là nghịch đảo, đòn công càng mạnh thì sát thương càng ít và ngược lại, nhưng nó vẫn có phạm vi nhất định tùy theo từng đòn, chưa kể hắn còn dùng thêm chú lực để gia tăng tự vệ. Vì thế cho nên khi gặp thầy Goju hay một thuật thức phức tạp, đầu trỏm chắc chắn gãy vì không điều chỉnh kịp. Sau khi thoát thố được giải, cả hai đã tạo ra những đòn tấn công cực nặng nhằm khiến lão lầm tưởng hai đứa đang công phun lực, rồi sử dụng hà môn tấn một đòn cực nhẹ, từ đó làm rối loạn thuật thức của lão. Tiếp đó là một combo tổng hợp liên hoàn từ Yuji và Megumi, khiến đầu trỏm xây sẩm mặt mày, buộc hắn phải tìm cách tách khỏi áp lực không gãy ngay. Một khi đã biết được thuật thức của lão thì thắng trận không còn khó nữa. Yuji dừng cú đấm phun chú lực lại để bịp lão, rồi mới tung một cú bình thường. Cuộc chiến bế mạc với chiến thắng thuộc về phe chú thuật sư. Góc màn bị phá, kết giới cũng bị hủy. Trong lúc hai đứa đang nói chuyện thì phát hiện Ino rơi xuống, may mà mọi người phối hợp ăn ý nên đỡ được, nhưng tình trạng thương tổn cũng nặng ra trò. Kẻ ra tay với Ino chính là con quỷ mà Goju đã tiêu diệt, Fushiguro Toji. Đến với diễn biến của cuộc chiến tầng thượng, Ino với dáng linh thuật lai phóng thị thú của mình đã làm chủ thế trận, khi hai bà cháu kia chỉ cam chịu thủ thế. Tuy nhiên đó chỉ là một phút nhún nhường mà thôi. Bà già kia sở hữu thuật thức gọi hồn nhập xác khi niệm đủ kinh, đồng thời đứa cháu dùng vật dẫn đã đưa ác quỷ trở lại dương gian. Đó là lúc Ino nhận cái kết đắng cho mình, nhưng không chỉ có Ino chịu cái kết đó, chính lão bà kia cũng không làm chủ được tình hình mà bị Toji hạ sát. Trước tình thế hiện tại rất cấp bách, Megumi và Yuji đã tách ra hành động. Đầu Tozua sẽ đưa Ino ra ngoài, còn tóc hồng sẽ tiếp tục vào chiến trường điểm qua tình hình một số nơi khác. Mei Mei và Ui Ui đã xử lý xong tên nguyên sư. Phú bà đang đối mặt với Geto Fake để chào đàn chị khóa trên, hắn đã triệu hồi một chú linh đặc cấp thần ung nhọt. Sau khi Geto Fake rời đi, con chú linh đã kích hoạt lãnh địa, nhốt Mei Mei vào trong quan tài kèm theo một hòn đá đè lên, nhưng như thế không thể làm khó được phú bà. Sau vài lần quá trình tương tự diễn ra, Mei Mei đã nắm được điểm then chốt của lãnh địa, từ đó phối hợp với em trai đánh bại con nguyên hồn đặc cấp thoát khỏi lãnh địa. Kẻ tiếp theo Mei Mei đối đầu là Geto Fake, còn bên phía nhóm hai lúc này cũng chia ra thành hai nửa. Nobara và Nita sẽ lên mặt đất để cứu Ichiji, người hỗ trợ, còn Maki và Naobito sẽ tiếp tục chiến bên dưới. Giữa bối cảnh không có kênh thông tin liên lạc như thế này, vai trò của những người hỗ trợ là cực kỳ quan trọng. Trong lúc di chuyển đến đó, họ đã đối đầu với tên Haruta, thủ phạm đã ra tay với Ichiji để đảm bảo an toàn cho Nita. Nobara đã chỉ cho cô một lối đi đến chỗ của Ichiji, còn mình thì sẽ cầm chân tên này. Điều kỳ lạ là Haruta dường như không muốn đánh, vứt hết vũ khí đi, lại chỉ chăm chăm né đòn. Bề ngoài thì là thế, nhưng thực chất chính hắn mới là kẻ cầm chân Nobara để cho thanh kiếm bàn tay của mình đuổi theo Nita. Ngay khi phát hiện ra âm mưu của Nobara, Haruta lập tức đến nơi của cô hỗ trợ để giở trò bắt nạt kẻ yếu. Nobara lấy làm tức lắm, tính cho hắn vùi thay Haruta dưới đất đá, nhưng thuật thức của hắn không cho phép. Trong một phút bất cẩn, Nobara đã trúng một đấm đến độ sang chấn não, giờ thì đã nữ bất lực thật sự. Cô chỉ có thể khiêu khích hắn để câu giờ để cơ thể hồi phục, nhưng Haruta cũng chẳng thích ngồi yên, cái mồm của hắn thì leo lẻo, còn tay chân không quên hành hạ Nita, không thể nhẫn nhịn thêm. Nobara cố gượng dậy vùng búa nhưng cũng lực bất tòng tâm, Haruta vẫn tiếp tục gáy bẩn, nhưng cái mỏ hỗn của hắn đã đến hồi phải ngậm, bởi bố của hắn đã đến. Trước đó Nanami đã tìm được Ichiji, trên đường đến đây anh đã gặp nhiều hỗ trợ bị sát hại, khỏi nói cũng biết anh đang cáu đến mức nào. Haruta tấn công anh chẳng có chút xì nhê, còn khi Nanami đấm thì may cho hắn chứ vận chú lực không kịp là hẹo rồi. Nanami tra khảo Haruta về thông tin đám Geto, hắn một mực nói không biết, đã thế thì chịu rồi, một đấm cho cái tội láo cộng mỏ hỗn luôn. Haruta tính đánh lén nhưng bị Nobara chặn lại, nắm đấm này để trả cho những hỗ trợ đã hy sinh. Sức mạnh của Nanami khiến Nobara mắt chữ A mồm chữ O, một sức mạnh khủng khiếp của chú sư cấp 1. Trận chiến này thực sự quá nguy hiểm, phải ở cấp độ đó trở lên thì mới tham chiến sâu được, nên Nanami muốn Nobara đưa Nita ở lại chờ giải cứu. Trở lại với tình hình của Yuji, khứa tóc hồng đã va phải một kẻ đang lùng giết mình, chả cần dạo đầu gì cả, Choso lập tức vào trận luôn. Thuật thức của tên này tương tự như Kamo Noritoshi nhưng mạnh hơn rất nhiều. Sau màn chào đầu đục một lỗ trên tay Yuji, Choso cho cậu vài giây để thở, để trả lời cho hắn biết trước lúc ra đi, hai đứa em của hắn có chăn trối gì không. Choso chính là một chú thai cửu tướng đồ. Hai khứa bị Nobara và Yuji giết chính là em trai hắn. Khi biết em mình đã khóc khi ra đi, cơn điên của Choso bắt đầu phát tác. Yuji cảm nhận được nguy hiểm, vội lao đến ngăn hắn lại. Tuy nhiên sức của cậu chưa đủ, Choso với liên hoàn chiêu xích huyết cộng thêm thể thuật đã biến Yuji thành bao thịt. Thêm lần nữa tên chú thai tính dùng bách liễm để kết thúc Yuji, nếu tính sai để bị headshot thì cậu hiệu chặt. May là tình huống tệ đó đã không xảy ra. Cuộc chiến sau đó cửa trên hoàn toàn thuộc về Choso. Không biết vận may đã gánh Yuji bao nhiêu lần trước đối này rồi. Trong lúc căng thì Mekamaru gọi nhờ là đồng đội của Kamo.
nên chàng người máy đã cho Yuji ít thông tin về các chiêu thức của thuật thức này. Điểm đặc biệt của xích huyết thao thuật là tụ máu. Mekamaru bảo Yuji dụ đối vào nhà vệ sinh. Ngay khi Choso mò tới nơi, hắn đã bị mắc bẫy. Máu bị hệ nước làm tan khiến không thể cô đặc. Từ đó thuật thức bị vô hiệu hóa. Thế trận kể ra đã cân bằng hơn. Choso tập trung vận máu trong cơ thể, sẵn sàng một kèo tay chân với Yuji. Khả năng chiến đấu của cả hai đều ở cấp độ cao. Những chiêu thức không ngừng được tung ra. Trong khoảnh khắc Yuji nghĩ rằng mình có cơ hội thắng, Choso đã nén máu vào trong tay cho không dính nước, rồi tung một đường đạn xuyên thủng gan tóc hồng. Nhưng Yuji vẫn lì. Sức mạnh anh em đồng chí đồng đội đã búp thêm cho cậu để chơi hiệp cuối. Còn Choso, hắn chủ động búp Haki tiết canh lên tay, sẵn sàng đánh đổi nguy cơ máu đông đột ngột để chơi tất tay trong hiệp này. Hiệp cuối bắt đầu, thương tổn đã hạn chế di chuyển của Yuji. Tuy cũng có phản kháng được giam chiêu, nhưng như thế vẫn không đủ để có một thế trận tốt. Dù máu không đông được quá lâu, nhưng Choso đã tận dụng rất tốt thời gian đó, đẩy Yuji vào thế chống đỡ khó nhọc. Mặc cho yếu đủ đường, tóc hồng vẫn ra sức cắn lại đối thủ. Từ đầu đến cuối cậu chưa từng dùng tay trái, đó chính là cơ hội để tung chiêu kết trận. Nhưng đời lại không như là mơ, Choso đã cố tình để bị dính đòn để có thể kết thúc Yuji. Trước đó hắn đã búp máu để nâng tính phòng thủ sẵn rồi, giờ chỉ có trời mới cứu được tóc hồng. Nhưng Choso đã ra đòn trượt, hắn bước đi loạng choạng, khuôn mặt hắn thất thần. Sukuna đã làm đó chăng? Không, không phải. Đầu hắn tràn về ký ức không tồn tại, cảnh hắn cùng những người em trai đang cùng đi dã ngoại, mà ở đó có cả Yuji. Ủa khoan, vậy là sao? What the hell? Chắc đó là suy nghĩ của Choso lúc này. Song song với cuộc chiến của Yuji, nhóm Nanami, Maki và Naobito đang phải đối mặt với deck gần version lột xác. Sau đợt phối hợp tấn công mở màn, phe chú sư đã có đánh giá bước đầu về thực lực của đối thủ. Sức mạnh của deck gần là cực kỳ khủng khiếp. Naobito biết điều đó, ông quyết định dùng tốc độ để chiếm lấy lợi thế. Trước khi chú linh dùng thuật thức, chiến thuật này đã cho thấy hiệu quả. Bằng việc kích hoạt thuật thức của mình, Naobito có thể chia 1 giây làm 24 phần, dùng tấm nhìn bản thân làm thị giác và tiến hành mô tả động tác dự định. Đối tượng bị ông chạm vào cũng sẽ hành động theo đơn vị 1/24 giây, dù là địch hay Naobito. Nếu trong lúc thuật thức kích hoạt mà thay đổi động tác dự định giữa chừng, đều sẽ bị kẹt và đơ trong 1 giây. Tuy nhiên với Naobito, khả năng phân cảnh và nhận thức thời gian trời phú đã giúp ông ta hạn chế được nguy cơ này. Dĩ nhiên Deacon không chịu thua dễ như vậy. Trong khoảnh khắc, Naobito chợt nhận ra mình đang ở bờ biển. Hanami và Maki cũng thế, tất cả đã bị rơi vào lãnh địa của Deacon. Để tiếp tục cuộc chiến, Deacon cho sử dụng thức thần tấn công. Maki và Nanami đều dính đòn, riêng Naobito vẫn thấy đẳng cấp khi ông đã kịp sử dụng thuật thức kháng lãnh địa để ngăn chặn đòn của chú linh. Màn khởi động thăm dò địch đã xong, giờ Deacon đã biết cần tập trung tiêu diệt ai rồi. Một đám thức thần xuất hiện về phía các chú sư. Trong lúc suy tính trước làn sóng hải sản, Naobito đã không phát hiện ra Deacon lao đến, hậu quả là ăn một quyền văng tít mù. Đám thức thần hải sản này thực sự khó chịu, tất cả giờ đều không thể thoát khỏi vòng công kích. Trong lúc Deacon đang tính biến Maki thành sashimi thịt người thì lãnh địa của nó đột nhiên bị đục một lỗ, bởi lãnh địa bóng chứa Pokemon của Megumi. Đầu Tozua còn mang quà đến cho đàn chị với du vân trong tay. Maki tự tin ra đòn hơn hẳn. Chính sự xuất hiện của Megumi và lãnh địa của cậu ta đã khiến hiệu quả lãnh địa của Deacon giảm xuống. Vì thế ưu tiên của chú linh bây giờ là giải quyết tên phá bĩnh, nhưng Nanami không cho phép. Trong lúc Nanami bảo kê cho Megumi, hai nhân tộc nhà Zenin sẽ chăm sóc Deacon, dù cho cả hai cũng thương tật chẳng nhẹ. Naobito thậm chí còn thành dương quá, tình thế này không thể kéo dài quá lâu. Megumi tính sẽ đục một lỗ trên lãnh địa, nơi cậu đang đứng chính là rìa. Đầu Tozua sẽ cố giữ lỗ hổng trong vài giây, đủ để cho ba người kia thoát ra, còn riêng cậu sẽ có cách khác. Ngay lập tức Nanami triệu tập hai người kia lại. Dù Deacon đã nhận ra nhưng hắn không thể ngăn cản. Nhưng lúc quan trọng lại có biến. Toji, Shinja, tất cả đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hắn, đặc biệt là Maki. Lần đầu tiên cô thua một kẻ khác về sức. Toji đã lấy du vân, giờ tất cả cun cút ra cho anh thể hiện. Về cơ bản thì thuật lên đồng sẽ hết hiệu lực khi chủ xác cạn chú lực, nhưng trường hợp của Toji thì khác biệt, cơ thể không hề tốn chú lực. Giờ đây Toji sẽ có thể chiến đấu cho đến khi vật chứa nát. Hắn giờ là một con rối sát thủ cực kỳ đáng sợ, và mục tiêu của hắn luôn là kẻ mạnh nhất. Một chú linh sở hữu thuật thức bá đạo lại còn đang trong lãnh địa. Các thức thần của hắn từng con một với đủ loại kích cỡ tấn công, nhưng không một lần nào chúng làm Toji thương tổn. Thế trận hoàn toàn nằm trong từng đường côn của hắn, sức chiến đấu không thể khủng khiếp hơn. Khi đã chơi đủ liều rồi, Toji vót nhọn hai đầu du vân để chuẩn bị kết thúc cuộc đời con chú linh đặc cấp. Nhưng Deacon vẫn còn cơ hội. Lãnh địa của Megumi đang yếu đi, chỉ cần câu giờ cho đến khi hàng của đầu Tozua biến mất, hắn sẽ có cơ hội giành được chiến thắng. Naobito xây đéo, Toji lao đến hy sinh du vân, chọc hai nhát rồi cứ thế lấy đầu mà dã, cho đến khi Deacon hẹo mới thôi. Lãnh địa được giải, nhưng trước mắt các chú sư là một kẻ còn ghê gớm hơn con chú linh bạch tuộc. Giữa bầu không khí căng thẳng đó thì Megumi đã bị ném ra ngoài mà chẳng hiểu lý do. Thôi xong, đéo ổn rồi, giờ khứa này phải solo với ông già của mình sao? Kiếp nạn vừa qua tam tai lại tới. Lần này nhóm của Nanami đụng độ với Jogo, không cần quá rườm rà, lần lượt Nanami và Maki bị hỏa nguyên cho rụi. Riêng Naobito có cố gắng nhưng cũng không thể thoát thân. Trong khoảnh khắc chuẩn bị kết liễu Naobito, Jogo chợt cảm được hơi thở của Sukuna. Khi hắn mò đến thì phát hiện ra hai đứa dưới trướng Geto ở đó. Những họa tiết trên gương mặt Yuji chứng tỏ hai nhỏ kia đã cho tóc hồng sực ngón tay. Ngay lập tức Jogo cho hai bé về chầu trời, rồi cho
Yuji nuốt thêm chục ngón tay nữa. Yuji có thể kiểm soát được cơ thể nếu mỗi ngày ăn một ngón, nhưng 10 ngón trong một ngày khó. Khi ấy Sukuna sẽ tỉnh giấc. Lúc này hai đứa trẻ cũng hồi tỉnh. Nhờ trước khi bị Jogo phóng hỏa, chúng đã dùng thuật thức nên đã cứu được mạng. Jogo chưa kịp ra tay thêm lần nữa thì đã bị mất một tay. Sukuna đã thực sự xuất hiện ngay khi cảm nhận được sát khí đáng sợ của vua Nguyền Hồn. Dù là người hay chú linh đặc cấp cũng phải run sợ. Trước vị vua nhớ đừng có để đầu cao quá, mà quỳ thì đừng có mà quỳ một chân. Sukuna cho phép hai đứa trẻ kia được thỉnh cầu. Chúng muốn vị vua tiêu diệt tên ghê tố phách để lấy lại xác của chủ nhân. Một ngón mà đòi hỏi à? Hẹo, léo nhéo, điếc tài, hẹo. Giờ đến phiên Jogo, chú linh khôn hơn. Hắn bày tỏ mong muốn hồi sinh Sukuna hoàn toàn bằng cách đặt khế ước trước khi Yuji hồi tỉnh, nhưng Sukuna không thích. Hắn đã có kế hoạch cho riêng mình. Tuy nhiên nếu Jogo đánh trúng hắn một lần thì Sukuna sẵn sàng làm việc như bậc tôi tớ cho Jogo. Thỏa thuận được thông qua, trận chiến bắt đầu. Tình hình phía Megumi không được khả quan cho lắm. Hai bố con đang vui đùa với những trò chơi cảm giác mạnh. Megumi đã cố gắng sử dụng thức thần tấn công bằng những cách cực kỳ thông minh, nhưng vẫn khó thoát được tốc độ của Toji, thậm chí còn nhận một xiên nơi mạn sườn. Lúc này Toji mới nhận ra đó là thằng con mình. Hắn đã từng bán Megumi cho nhà Zenin, nhưng thật may đầu tua rua vẫn mang họ Fushiguro. Toji tự hủy bản thân, kết thúc sự hồi sinh của mình. Với vết thương sau cuộc vui chơi với bố, cộng thêm hao tổn chú lực trong cuộc chiến lãnh địa, đã khiến Megumi suy kiệt, để rồi bị tên Haruta đánh lén. Trở lại với cuộc chiến giữa Jogo và Sukuna, không quá khó đoán khi vua lời nguyền áp đảo triệt để. Jogo tuy tấn công liên tục nhằm kiếm cơ hội, nhưng mọi nỗ lực của hắn đều bị sức mạnh của Sukuna chà đạp. Hắn thực chất cũng hiểu mình không phải đối thủ của vua lời nguyền, nhưng hắn vẫn cố hết sức để liều một phen. Ở một nơi khác, nhóm ba đang chạm mặt với những nguyền sư của Geto Ryo, đen cho họ là Sukuna đã đến đó. Hắn lệnh cho tất cả phải đứng yên khi nào được phép mới di chuyển. Sukuna vừa dứt lời cho phép thì cầu lửa của Jogo vừa rơi tới. Hỏa nguyên tự tin đã ăn được vua lời nguyền, đấy là hắn tưởng thôi, chứ thực tế phũ hơn nhiều. Nể hôm nay có hứng, Sukuna sẽ chiến với Jogo theo phong cách của nó. Hai bên đều vận chú lực sẵn sàng đòn hỏa công. Tầm này ai hơn ai thì sẽ rõ. À đâu, ai hơn ai thì rõ quá rồi chứ. Nhưng ít nhất là hắn vẫn nhận được lời công nhận thực lực từ chính vua Nguyền Hồn. Jogo đã bị thanh tẩy. Sau đó Uraume, một nguyên sư từng phục vụ Sukuna xuất hiện. Hắn đến để đón chủ nhân của mình. Nhưng bây giờ vua lời nguyền có việc gấp, hắn yêu cầu Uraume chú tâm chuẩn bị cho ngày mình hồi sinh rồi rời đi ngay lập tức. 23:05, Shibuya, trước Dao Genkas 109, Megumi thân tàn ma dại đang lê từng bước trước sự truy đuổi của Haruta. Cậu quyết định triệu hồi quân Joker của mình. Con hàng này rất mạnh nhưng chưa được thuần hóa. Thực thần mạnh nhất Bát Ác Kiếm, dị giới thần tướng Mahoraga. Megumi gửi lời chào tạm biệt rồi bị thức thần của mình đánh bay. Trong khoảnh khắc sắp bị Mahoraga tiêu diệt, Haruta lại được Sukuna cứu. Thật may là vua lời nguyền đến kịp. Megumi trước đó đã gán Haruta vào nghi lễ trừ tà. Một khi tên nguyên sư chết thì đầu tua rua cũng hẹo theo ngay. Để cứu được mạng Megumi, Sukuna buộc phải hạ bằng được Mahoraga để nghi lễ kết thúc. Cuộc chiến này thực sự rất mãn nhãn, khuyên anh em nên xem trực tiếp để cảm nhận sự đỉnh cao của nó. Trận này Sukuna vẫn cửa trên nhưng không hoàn toàn chiếm thế thượng phong, một phần vì độ châu chó của Mahoraga, phần quan trọng hơn cả là khả năng đáng sợ của nó. Cứ mỗi khi dính một đòn cực nặng, bánh xe trên đầu Mahoraga sẽ quay, khi đó thức thần này sẽ thích nghi với kỹ năng của đối thủ. Khả năng này thực sự đã làm khó Sukuna, buộc vua lời nguyền phải dùng đến lãnh địa. Lãnh địa của Sukuna khác với kẻ khác ở chỗ nó không tạo kết giới giới hạn không gian mà là một không gian mở. Sukuna có thể ra đòn ở khu vực bán kính 200m, nhưng vì lo ảnh hưởng đến Megumi nên hắn đã rút còn 140m. Đòn chém của Sukuna có hai loại, bát cho những kẻ có chú lực, chạm cho kẻ không có. Mahoraga sẽ liên tục nhận đòn cho đến khi lãnh địa được giải, nhưng nếu thức thần này thích nghi được với bát thì sẽ là một vấn đề khác. Khi vòng đời tái sinh của Mahoraga sắp kết thúc, Sukuna bồi thêm một đòn hỏa công. Sức hủy diệt của combo đòn đã thực sự đánh bại được Mahoraga. Haruta được Sukuna thả đi, nhưng mà là đi về địa ngục. Thuật thức của Haruta cho phép hắn tích góp những may mắn nhỏ nhặt, gộp lại lưu trữ dưới dạng hoa văn ở dưới mắt hắn. Khi hắn rơi vào nguy kịch thì nhả ra, nhưng Haruta đã dùng hết trong trận với Nanami rồi. Để có được chiến thắng đó, Sukuna đã hủy diệt một phần Tokyo. Hắn còn tàn độc hơn khi để Itadori Yuji chứng kiến sự thảm khốc này. Những ký ức kinh hoàng trong cuộc chiến nhảy vào tâm trí Yuji như nhấn chìm cậu vào hố sâu của tuyệt vọng. Nhưng bây giờ không phải thời gian để đau đớn, cậu cần sửa sai bằng cách chiến đấu và không để cho điều tương tự xảy ra. Nói là thế nhưng với một người như Yuji thì những chuyện vừa xảy ra đã tác động rất lớn đến tinh thần của cậu. Sau khi bị trúng đòn của Jogo, Nanami chưa chết hẳn, anh lết từng bước di chuyển nặng nhọc. Nhớ lại khát khao được đến thăm bãi biển Malaysia, một tay anh giải quyết một đám biến dị nhân, nhưng trước Mahito thì không thể. Trong giây phút cuối đời mình, Nanami đã gặp lại Haibara, người bạn thân của anh. Cậu ấy chỉ vào Yuji ở phía sau, nhưng Nanami không thể. Anh không thể nói gì để rồi thành nguyền Yuji được. Lời chào của người đàn anh dành cho Yuji chỉ là giao hết mọi việc lại cho cậu. Bùm, Nanami đã ra đi. Trong cơn cuồng nộ, Yuji lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống con chú linh chết tiệt. Trận lượt về giữa Yuji và Mahito bắt đầu. Bên cạnh đấu võ bằng tay chân, bằng thuật thức, Mahito còn dùng cả võ mồm để đánh vào tâm trí của Yuji. Nhưng thân là học trò của Nanami, cậu sẽ không để cho bản thân mình mất bình tĩnh. Vì vô vi chuyển biến không có tác dụng với tóc hồng, nên kèo này hai bên solo tay chân. Xét đấu đối kháng cơ bản thì chú linh phải gọi Yuji bằng bố. Hắn biết mình thua thiệt,
nên phải tận dụng tối đa những biến dị người để cân thế trận trong quá trình đuổi nhau. Mahito liên tục dùng con người như công cụ, hết chặn Yuji tiến công, đến đặt bẫy khiến cậu phải khốn đốn. Trước đó khi bắt đầu trò chơi với Jogo, Mahito đã phân thân cơ thể ra, bản gốc đang chiến với Yuji, còn bản cóp thì đang chạm mặt với Nobara. Qua cách nói chuyện của cô, Mahito cóp nhận ra đối thủ là người thân thiết với Yuji. Nếu bồi thêm cảnh ra tay với Nobara nữa, chắc chắn tóc hồng sẽ gục ngã thôi. Vấn đề là đánh bại Nobara không dễ như thế. Cô ả cố gắng không để cho chú Linh chạm vào mình, đồng thời phản công. Tuy nhiên là một việc song song đôi khi cũng khó. Kỹ thuật đinh búa của Nobara xem chừng vô hạn. Thôi thì méo mó có hơn không. Đó là điều Nobara muốn để đối phương biết, để hắn khinh địch rồi mới dùng tuyệt kỹ quyết định cộng hưởng. Một đòn gây thương tổn đến tận linh hồn của Mahito. Thiên địch của hắn không chỉ có Itadori Yuji mà còn có Kugisagi Nobara. Chính nhờ đòn cộng hưởng đó, bản chất của Mahito Fake đã bị vén màn, còn bản Real thì bị Yuji cho ăn hành không thương xót. Yuji không chỉ nhận được cơ hội từ Nobara, mà đó là một cú búp tinh thần cực mạnh cho tóc hồng. Cậu không hề độc chiến. Trước tình hình quá căng cực ở cả hai mặt trận, Mahito chỉ còn một nước duy nhất chạy. Cả Yuji và Nobara đều cố gắng dí theo. Tóc hồng cứ nghĩ rằng hai bản thể sẽ khắc nhập để cùng chiến với mình, nhưng không. Mục tiêu mà chúng hướng tới là Nobara. Cô đã bị chạm trúng trong khoảnh khắc ấy. Nobara đã nhớ về quá khứ của mình, một dấu hiệu không ổn đối với một nhân vật anime. Sau lời nhắn gửi cho mọi người, Nobara đã gục ngã. Thêm lần nữa Yuji bị Mahito đánh bại. Trong lúc Yuji còn đang thất thần trong đau khổ thì Mahito đã lấy cậu để check con hàng mới có. Hắc thiểm dùng một lô lốc quăng quật vừa đánh. Mahito vừa khẳng định bản chất của hắn và Yuji giống nhau. Cả hai đều làm theo bản năng của mình, lời nguyền hay con người. Cuộc chiến này sẽ quyết định chủng tộc nào sẽ tồn tại. Yuji tầm này tâm đã hấp hối, Mahito muốn làm gì thì làm. Nhưng có kẻ đã can thiệp, bro của Yuji, Todo Aoi. Anh muốn thúc thằng em dậy chiến tiếp, nhưng Yuji đã cạn động lực. Đồng đội ngã xuống quá nhiều, lại thêm mặc cảm vì mình là đồng phạm của Sukuna. Cậu đã hết niềm tin vào chính mình rồi. Todo không cho là vậy. Thân là đàn ông không được bỏ cuộc, đặc biệt lại còn là chú thuật sư. Họ còn sống tức là đồng đội chưa bạn. Yuji phải thực hiện những gì mà người ngã xuống đã giao phó. Người hỗ trợ đi cùng Todo lập tức chữa thương cho Yuji, tuy chỉ phần nào giảm đau với cầm máu. Nobara cũng được chữa trị bằng cách tương tự, tuy không chắc chắn cứu được nhưng còn nước là còn tát. Yuji phần nào đã được an ủi, cậu sẽ kế thừa mọi thứ của Nanami, tập trung hoàn toàn vào việc cùng Todo thanh tẩy Mahito. Sau một hồi trao đổi chiêu thức gọi như là chào trận, Mahito đã phần nào thấy được tình hình trận chiến. Cả hắn và Yuji đều đã bị hao mòn, trong khi Todo thì vẫn phun lực. Tuy nhiên Todo không như Yuji, chỉ một chạm là bay máu luôn, nên Mahito ưu tiên diệt Todo trước. Với thực lực của mình hiện tại, Todo chỉ có thể làm công tác support cho Yuji mà thôi. Mahito đã thức tỉnh hắc thiểm, Yuji cũng đã tiến bộ rõ rệt. Todo không cho phép mình bị bỏ lại. Giờ đây cả ba người đã dùng đến 120% linh hồn. Kẻ nào có thể phát huy được tối đa tiềm năng của mình thì sẽ định đoạt toàn thế cục. Bữa tiệc nguyên rủa hồi kết bắt đầu. Mahito cho trộn lẫn những linh hồn lại với nhau để tạo ra một đồng phân đa hồn. Bình thường biến dị nhân chỉ mạnh tương đương nguyên hồn cấp 3, quá lắm là 2, nhưng con này gớm hơn, khiến Todo bị đòn đau phết, nhưng sức chịu đựng của nó khá yếu, một đấm là gục. Những con như này thực tế chỉ bùng cháy một lúc xong lại hoàn yếu thôi. Mục đích thực sự của Mahito là để cho đám đó cầm chân Todo để mình có thể solo với Yuji, nhưng vấn đề là chúng nó yếu quá không đủ đô. Một khi Todo và Yuji kết hợp thì đời nào mới đánh chúng. Giờ chỉ có nước bành trướng lãnh địa mà cũng meo ổn, lỡ đụng Sukuna thì toang. Thế chỉ có nước học theo Goju. Mahito sẽ kích hoạt lãnh địa trong 0.2 giây. Trong khoảnh khắc đó, Yuji lao đến trước lãnh địa mở rộng, còn Todo lập tức khai triển giản dị lãnh địa, nhưng tất cả đã chậm một bước. Hắn không chỉ thoát khỏi nguy cơ từ Sukuna mà còn xin được cánh tay của Todo. Mahito lập tức tiếp cận chàng trai to xác, vì chưa hồi được thuật thức nên hắn chỉ dùng hắc thiểm để tấn công. Cũng may Todo đã phủ một lớp chú lực lên bụng, chứ không dính quả đấy có khi hẹo luôn. Nhưng lần này thì không may được như thế. Todo chỉ đánh chơi liều, vỗ vào tay của Mahito để đổi chỗ cho Yuji tung hắc thiểm. Bàn tay của anh bị hủy, chăm sự bây giờ nhờ vào Yuji. Quanh đi quẩn lại là hai khứa này va chạm. Thực ra Yuji sẽ phải đấu với khứa khác. Mahito 2.0 biến sát linh thể. Khi trải nghiệm hắc thiểm, Mahito đã chạm đến đỉnh cao khi vô tình nắm được bản chất linh hồn của mình. Cái chết của Yuji sẽ hoàn thiện cho sự sống mới này của hắn. Cuộc chiến bây giờ thượng phong về hướng Mahito. Cơ thể hắn còn cứng hơn huyết giáp của Choso. Những đòn tấn công của Yuji trở nên vô hiệu. Mahito giờ quá mạnh. Yuji cần hắc thiểm nhưng không phải cứ muốn là được. Tuy nhiên với hào quang của main thì sẽ luôn có ngoại lệ. Yuji giờ mạnh đến độ khiến cho đối thủ cảm thấy cậu có thể tung hắc thiểm bất cứ lúc nào. Trong lần đối mặt này, Mahito tính sẽ giải phần cơ thể bị Yuji đánh vào, rồi búp thêm chú lực phòng vệ, tận dụng cơ hội one hit lấy mạng tóc hồng. Nhưng hắn đâu ngờ Yuji có kính đình quyền, khiến Mahito bị hẫng. Thuật thức của Todo đã chết, nhưng nó đã khiến cho Mahito lầm tưởng bị dịch chuyển, tạo cơ hội cho Yuji tung một đòn hắc thiểm phun chú lực, đưa Mahito về với hình dạng cũ. Đã thế còn hết hàng biến dị nhân để dùng. Giờ hắn trông Yuji như thấy bố. Yuji thề hứa đảm bảo bất cứ khi nào Mahito hồi sinh thì cậu sẽ thanh tẩy hắn ngay lập tức. Mahito chỉ biết bỏ chạy như đám thỏ, còn Yuji thì như đàn sói săn mồi. Quả này không bị thanh tẩy thì phí. Nhưng chưa kịp xuống tay thì Geto Fake đã đến. Nếu ai lo cho phú bà Mây Mây thì cô đã sang bên Malaysia rồi nhé. Thấy cái tên Geto, Yuji liền lao đến, phần để ngăn hắn cứu đồng minh, phần nữa là đòi lại thầy Goju. Nhưng lực của tóc hồng lúc này đã kiệt, chỉ với hai nguyên hồn đã khiến Yuji gục ngã. Mục đích của Geto Fake cũng chẳng phải để cứu Mahito, thay vào đó hắn muốn thu phục nhân nguyên để chuẩn bị cho kế hoạch khác. Các chú thuật sư của Kyoto đã đến nơi, họ nhắm thẳng Geto Fake mà công, nhưng họ cũng chưa đủ tầm. Choso cũng đã đến, hắn phát hiện ra tên Geto Fake kia chính là một trong ba đấng sinh thành của hắn. Kẻ đáng hận, Kamon
Noritoshi, không phải gớ này. Spoil chút, tên thực sự của Geto Fake là Kenjaku. Do ảnh hưởng của thuật thức, Josho có thể cảm nhận được các em của mình. Hắn có cảm xúc với Yuji. Nói cách khác, Yuji chính là em trai hắn. Suýt chút nữa Josho đã giết em mình. Hắn sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho tên khốn Kenjaku. Uraume xuất hiện chen ngang, chặn một đòn bách liễm lại nhưng không ngăn được cơn điên của Josho. Cuộc chiến giữa hai cha con diễn ra. Đúng với chức bố, Kenjaku tuy không quá tốn sức vẫn làm chủ thế trận, khiến cho Josho tuy đã cố hết mình nhưng cũng bất lực. Thực lực hai bên đã quá chênh lệch. Đám Yuji tính lao đến một lèo giải quyết luôn nhưng Uraume đã ra tay. Tất cả đều bị đóng băng. Quả này mà nhích không cẩn thận là thành ngàn mảnh ngay. Kenjaku bảo Uraume đừng có mà manh động. Hắn cần các chú sư về báo tin nhưng Uraume ứ chịu. Khi Uraume tính lấy mạng Josho, Yuji đã lao đến ngăn cản, cộng thêm Momo nữa. Tất cả sẽ lao lên một lượt. Nhưng chưa kịp làm thế thì cả bọn đã lại dính trưởng băng của Uraume. Hắn diệt tất, bỏ lại mỗi Yuji thôi. Giữa lúc nguy cấp đó, Tsukumo Yuki đã đến. Mục đích của cô và Geto trước đây hay Kenjaku bây giờ là giống nhau, nhưng họ chọn lối đi khác biệt. Suốt nhiều cuộc đời của mình, Kenjaku đã cố tìm cách nhưng chỉ có tối ưu chú lực mới là tốt nhất. Hắn đã hấp thụ được thuật thức của Mahito rồi triển khai nó. Mục đích của Kenjaku là dùng vô vi chuyển biến kích hoạt những ấn chú từ xa mà hắn đặt lên hai loại phi thuật sư. Loại một là những kẻ ăn chú vật như Yuji, những chú vật đó là những khế ước mà hắn có được với nhiều chú sư trong quá khứ. Loại hai là những kẻ có thuật thức nhưng cấu trúc não không phù hợp như Junpei. Kenjaku đã chỉnh não cả hai về trạng thái thuật sư. Những con người đó sẽ đấu đá lẫn nhau để tìm hiểu về thuật thức của mình. Thế giới của sau này sẽ quay về thời đại phồn thịnh nhất với giới chú thuật. Những ngày sau đó, nước Nhật nói chung và Tokyo nói riêng rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng thấy. Số lượng chú linh quá nhiều, các phương án đề ra đều rơi vào bế tắc. Thông báo từ tổng giám bộ chú thuật: 1. Xác thực Geto Suguru còn sống, một lần nữa tuyên án tử. 2. Goju Satoru là đồng phạm gây ra biến cố Shibuya, bị trục xuất vĩnh viễn, mọi hành vi giải cứu Goju đều bị coi là phạm tội. 3. Yaga Masamichi đã xúi dục Goju và Geto gây ra biến cố Shibuya nên kết án tử hình. 4. Hủy lệnh hoãn thi hành án với Yuji nên nhanh chóng xử tử. 5. Chỉ định người hành quyết là Okosu Yuta. Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao thì đến với season sau sẽ rõ. Còn bây giờ tôi còn quạ, xin chào và hẹn gặp lại.